Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục số này, sau phần tin sẽ là phóng sự về nỗ lực tiêu thụ nhãn qua kênh bán hàng trực tiếp của Bưu điện. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Mở đầu là những tin tức thị trường chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, để chia sẻ khó khăn với người dân trong những ngày dịch, hàng loạt các loại phí dịch vụ đồng loạt được áp dụng giảm giá. Cụ thể, giảm 15% tiền điện trước thuế VAT trên hóa đơn tiền điện cho khách hàng sử dụng đến 200 kWh trên tháng, giảm 10% tiền điện trước thuế VAT trên hóa đơn tiền điện cho khách hàng sử dụng trên 200 kWh trên tháng. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là 2 tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9. Đối với dịch vụ viễn thông, khách hàng sẽ được tăng 2 lần băng thông cho dịch vụ Internet cáp quang với giá không đổi. Miễn phí truy cập tốc độ cao đến các trang thông tin điện tử của Bộ Y tế, ứng dụng Bluezone, tặng thêm 50% dung lượng data. Khách hàng ở các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, được tặng 50 phút gọi nội mạng. Với mong muốn tiếp thêm nguồn lực, chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19, Vietcombank đã giảm hàng loạt phí dịch vụ trên tất cả các kênh cho các khách hàng. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Chương trình này áp dụng với tất cả các kênh, từ quầy giao dịch ATM, ngân hàng số Vietcombank Digibank, Vietcombank iBanking, Vietcombank Money. Cụ thể, với khách hàng cá nhân giảm đến 80% phí chuyển tiền trong cùng hệ thống, 25% với ngoài hệ thống, giảm 17% phí rút tiền mặt tại ATM ngoài hệ thống và nhiều ưu đãi khác. Với khách hàng tổ chức, giảm 50% phí chuyển tiền ngoài hệ thống. Mặc dù hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, việc lưu thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn, nhưng theo ghi nhận của nhóm phóng viên, các loại rau củ được bán trong các chợ dân sinh tại thị xã Mỹ Hào vẫn đảm bảo nguồn hàng phong phú và bình ổn giá. Cụ thể, bắp cải 10.000 đồng 1 kg, rau muống 2.000 đồng một mớ, đỗ đũa 7.000 đồng 1 kg, mùng tơi 3.000 đồng một mớ. Với việc các loại rau củ được bình ổn giá cả, cùng với nguồn hàng ổn định cung ứng cho thị trường nhằm đảm bảo cân đối cung cầu, tránh tình trạng thiếu hàng gây sốt giá. Thưa quý vị và các bạn, tiêu thụ nhãn làm sao thật hiệu quả và được giá trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay là một thách thức. Nhưng trong cái khó ló cái khôn đã có nhiều cách tiêu thụ nhãn linh hoạt trong đợt dịch này. Tiêu thụ nhãn qua kênh bán hàng trực tiếp của Bưu điện là một ví dụ. Hôm nay dẫu có mệt một chút nhưng bà Dậu vẫn rất vui khi cắt nhãn để đóng hàng cho Bưu điện Hưng Yên. Nhà neo người, đầu vụ, bà Dậu rất lo lắng về việc bán nhãn, nhưng giờ thì khác. Vườn năm nay nhà tôi như là năm nay thì được khoảng 3 tấn. Đàn đã đến đây nó mua thì cũng đã cân được đến 50% rồi. Tôi cũng rất là phấn khởi, tôi cứ nghĩ năm nay này dịch là không bán được. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì bà con nhân dân ở hợp tác xã nhãn Quảng Châu, thành phố Hưng Yên vô cùng phấn khởi. Bởi trong bối cảnh khá phức tạp của dịch bệnh thì quả nhãn của bà con thông qua kênh tiêu thụ của Bưu điện Hưng Yên đã đến được với rất là nhiều thị trường, các tỉnh thành ở phía Bắc từ Huế trở ra. Có thể là qua tiêu thụ trực tiếp hoặc có thể qua sàn thương mại điện tử. Thì đây là những cái cách tiêu thụ rất là linh hoạt trong thời kỳ dịch bệnh hiện nay. Nhãn của các thành viên trong hợp tác xã sau khi thu hoạch sẽ được thu gom tại hợp tác xã. Hợp tác xã cùng với Bưu điện Hưng Yên sẽ tuyển chọn lại, nhãn đạt tiêu chuẩn sẽ được đóng thùng. Bưu điện sẽ có trách nhiệm chuyển đến bưu điện các tỉnh thành, từ đó đến tay người mua. Khi mà vào vụ nhãn này thì chúng tôi làm việc với các xã, các đồng chí chủ tịch, bí thư, phó chủ tịch để cùng thống nhất cái cách triển khai thu mua nhãn cho bà con. Thương hiệu nhãn nồng của Hưng Yên phải đặt lên hàng đầu. Hôm nay đã ký vào đối với Bưu điện tỉnh Hưng Yên cung ứng là 100 tấn. Xác định cái nhiệm vụ, cái tiêu chuẩn hàng hóa, cái sản phẩm đó cung ứng với các tỉnh để các bạn hàng ra nhớ đến và cái chất lượng đặt lên hàng đầu. Sau các chuyến hàng đi đã có những phản hồi tích cực, nhãn đảm bảo độ tươi ngon và được khách hàng đánh giá tốt. Để đảm bảo đúng chất lượng, không chỉ việc tuyển lựa từ phía người mua mà đòi hỏi đảm bảo uy tín từ chính các hộ nông dân, hợp tác xã, không trà trộn nhãn không đảm bảo chất lượng để tránh làm ảnh hưởng đến thương hiệu nhãn Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có sự đồng hành của các ngân hàng Vietcombank, Viettinbank, BIDV và Agribank chi nhánh Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.